Trong vlog được đăng tải vào ngày 10 tháng 1, Quỳnh Trần GB tiếp tục khiến dân tình choáng ngợp khi làm mâm hải sản siêu to khổng lồ, có thể chấm với mắm gần như cá trê, giò heo, mực, thanh cua, vịt, mề, v.v. Tuy nhiên, điều đáng nói trong sản phẩm lần này, cô lại biểu hiện rõ thái độ rất mệt mỏi, chán nản. Nữ YouTuber đã khiến dân tình xôn xao và bất ngờ cực lớn khi bày tỏ suy nghĩ về việc làm mẹ đơn thân khiến nhiều người lo lắng. Người trong cuộc mà chưa lấy chồng thì muốn lấy chồng, đều gồng vô cổ cho giống bao nhiêu người để biết được cái cảm giác nó hạnh phúc, nó vui sướng lúc gây lộn như thế nào. Còn những người đeo gồng vô cổ thì người ta lại muốn thoát ra mọi người. Cảm thấy chán nản mọi người ạ. Thời buổi bây giờ người ta là mẹ đơn thân sướng quá mọi người ơi. Phụ nữ bây giờ chỉ cần độc lập tài chính, có con là được mọi người, không chồng cũng không sao mọi người. Không dừng lại ở đó, cô còn thể hiện sự chán khi tiếp tục chia sẻ. Không biết mọi người sao chứ, Quỳnh với anh xã Quỳnh gây lộn hoài. Hôm nay gây lộn giận nhau nữa mà. Gặp cái năm tam tai nữa, hai vợ chồng lục đục suốt ngày. Biết là lên đây chia sẻ những chuyện không vui thì không có hay ho gì. Những chia sẻ của cô khiến dân tình không khỏi hoang mang. Cô cho biết việc bất đồng về mặt ngôn ngữ và phong tục tập quán là một trong những lý do khiến vợ chồng cô thường xuyên gây lộn. Thậm chí điều này còn khiến cô lên máu sản hậu và bị stress khá nhiều sau khi sinh bé Sa. Lần khiến cô stress kinh khủng nhất là lúc giấu chồng để mua nhà cho mẹ, vì cô nói gì thì cũng bị bác bỏ hết. Bởi vậy, mấy chị em nào chưa lấy chồng thì ráng kiếm thật nhiều tiền rồi ở vậy cho trai thèm chơi. Và lần này trước khi làm vlog này, cô và ông xã của mình lại tiếp tục cãi nhau. Chỉ đơn giản là vì việc dọn nhà. Trong khi cô muốn ông xã của mình phụ dọn đồ để chuyển nhà, thì ông xã của cô cứ bình chân như vậy, làm cô khá bức xúc nên mới có những chia sẻ bóng gió về việc phụ nữ làm mẹ đơn thân thì sướng hơn. Chẳng thể biết mâu thuẫn giữa cô và chồng đã được giải quyết hay chưa, nhưng sau khi đăng tải vlog trên, nhiều người đã phát hiện Quỳnh Trần đã tắt chức năng bình luận dưới vlog. Quỳnh Trần GB là cái tên gây sốt thời gian gần đây khi sở hữu kênh YouTube hơn 1 triệu lượt theo dõi, với những clip giới thiệu các món ăn và cuộc sống ở Nhật Bản đầy chân thực nhưng cũng rất giản dị, mộc mạc. Kênh YouTube của Quỳnh Trần GB lần đầu trình làng vào ngày 27 tháng 6 năm 2018. Từ những video chỉ đạt vài chục ngàn lượt view, thì đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm hoạt động, kênh của Quỳnh Trần đã có hơn 1,2 triệu lượt đăng ký. Và mỗi video của cô thu hút vài trăm ngàn người xem, thậm chí lên tới vài triệu. Những nội dung trên kênh của Quỳnh Trần tập trung chủ yếu vào việc ăn và nấu ăn. Món ăn rất đa dạng và bắt mắt. Có những món Nhật Bản và có cả những món thuần Việt như gói xoài trộn ba khía, hủ tiếu, cút lộn xà me, v.v. Khán giả bày tỏ sự thích thú khi xem bà mẹ một con người Việt lúc nào cũng trò chuyện rất cởi mở. Cô có giọng miền Nam dễ nghe, hay cười, khuôn hình tự nhiên và đặc biệt hay biết pha trò cười không hề nhảm nhí. Những đoạn clip ngắn được cắt ra từ vlog của Quỳnh Trần trở thành một loạt những chủ đề gây hot trên Facebook. Một trong những nhân tố quan trọng giúp Quỳnh có những clip triệu view không ai khác chính là cậu con trai kháu khỉnh của cô, bé Sa. Hai mẹ con thường cùng nhau xuất hiện trong các clip. Vẻ ngoài đáng yêu cùng những biểu cảm tinh nghịch của bé Sa đã đốn tim người xem khiến ai nấy đều thích thú. Em bé Sa có vẻ ngoài đáng yêu với quả đầu nấm, gương mặt sáng láng và đôi mắt đen ngây thơ. Quỳnh Trần còn đăng tải một clip cắt tóc cho bé Sa, khiến cư dân mạng cũng cười hết nấc bởi diện mạo mới của bé. Trên trang Facebook của Quỳnh Trần cũng hay đăng tải nội dung cập nhật đời sống cá nhân như là đi chơi với chồng con và các dịp đặc biệt. Do đó, mọi người cũng thấy cô gần gũi hơn.